đưa bò. Thì mình mới đi chợ về thịt bò với cà rốt. Mình chuẩn bị uống. Xin chào cả nhà. Đây là đồ gia vị nấu bò kho. Một bên là ốc cháo, một bên là thịt bò. Mình phải ướp riêng tại cái nào hình như nấu nó lâu hơn, cái nào nó nhanh hơn. Đây là đồ gia vị. Hình như còn thiếu cái gì nữa mà mình không biết, mình nấu đại nha. Mình không nấu giỏi lắm đâu nhưng mà hy vọng là ngon. Đây là đồ gia vị. Đây, mình đã ướp xong hết rồi. Bây giờ mình đợi khoảng 2 tiếng cho nó thấm vô, mình sẽ nấu cho mọi người coi nha. Hồi nãy mình quên, mình mở lần đó mà mình quên chế dầu vô liền, nó nóng quá. Mình phải đợi nó cool down. Giờ mình mới bỏ garlic ginger. Để mình rửa vô ớt cháo, cái nãy mình ớt sẵn. Theo mình nghĩ nó nấu nó lâu hơn là thịt bò khi mình xào nó trước. Giờ mình sẽ cho một muỗng gia vị bò kho, mình bỏ vô mình trộn nó lên. Nhớ phải nấu cái nước dừa nữa hay sao, nãy mình coi trong YouTube nhưng mà chúng ta mình cook quá chưa theo. Mình làm mở cái tủ nhà mình ra có gì nấu đó. Ở Mỹ nó không được như Việt Nam, có xe cũng xa. Nhưng cũng đẹp lắm. Cho cả nhà coi thử. Khi mình nấu nước sôi rồi nó sôi mình sẽ bỏ vô cái nồi này. Cái này đợi mình chút xíu nha. Cuộc thi rồi cho thu nhiều. Cái này rất cuộc thi rồi. Lo nướng, lo múc bò kho. Để cái này lâu quá, hai cái bánh mì nó đen như thành mì đen. Cho vô thùng rác làm hai cái mới. Sáng đi chợ quên mua bánh mì nên ăn đợi bánh mì này nha. Ở Mỹ mà không cảm có gì
không được đầy đủ như Việt Nam. Mình phải lấy ra rồi để mình trăng chừng nó mà không có cho nó cháy nữa. Ngâm nó một chút đi. Mình sẽ bỏ ra đi bẩn rồi. Ở nhà lợn mình đã chín xong rồi mình nêm nếm. Mình sẽ phải thành công rồi hai mình có thể xong. Hấp dẫn quá mà không có ngon không nữa mà. Cái thứ đâu cái thứ nhà xong rồi nè, ở nhà cắt cả háo, bỏ bơ đều vô. Yeah, you can see it on it. Thank you. The butter? Yes. It's not that burning. It's okay. It's very, very firm in the touch, very dense. Bò kho của Lily nấu mà cả nhà thưởng thức nha, nhìn cũng đẹp lắm mà không biết có ngon không.